Nguyễn Thành Luân sinh năm 1986 ở huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh bị bắt để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, vào tối ngày 15 tháng 6, Luân đến nhà của một người dân ở xã Phước Vinh cắt khóa cửa, rồi đột nhập lấy trộm 35 triệu đồng và 8 chỉ vàng nữ trang các loại. Qua truy xét, công an huyện Châu Thành đã bắt giữ Luân, tăng vật thu giữ gồm xe máy, kìm, xà beng, 5 biển số xe máy và nhiều tang vật khác có liên quan. Khám xét tại nhà, công an thu giữ thêm nhiều điện thoại, máy tính bảng, laptop. Luân khai nhận, hàng ngày chạy xe rảo quanh các tuyến đường trên địa bàn tỉnh Tây Ninh để tìm các gia đình sơ hở nhằm trộm cắp tài sản. Lợi dụng các căn nhà vắng chủ, Luân dùng dao xà beng, kìm, phá khóa đột nhập trộm tài sản. Luân đã gây ra 20 vụ trộm cắp, chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng.